Hoa Sen Home, sản phẩm được bảo chứng chất lượng bởi tập đoàn Hoa Sen. Tôi nghĩ bạn xứng đáng nhận quả bóng vàng. Năm ngoái, mọi người đều đồng ý rằng bạn là người chiến thắng. France Football nên trao giải thưởng mà bạn xứng đáng có được. Và tôi ước bạn có thể trở về nhà cùng với nó. Theo một góc nhìn nào đó thì chúng tôi cũng thấy bất công với Lewandowski. Vì đây là lần đầu tiên giải có bóng vàng được tổ chức trong dịch Covid-19, nên có khi ban tổ chức phải gộp cả năm ngoái giải thưởng bị hủy bỏ vào để trao một quả bóng vàng đặc biệt cho 2 năm mới gọi là công bằng. Và khi ấy thì tên của nó nên là gì nhỉ? Quả bóng vàng năm Covid phải không ạ? Và khi ấy thì chắc chắn nó phải thuộc về Robert Lewandowski mà thôi. Xin kính chào quý vị, đây là Giờ Vàng Thể thao của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào quý vị khán giả của Giờ Vàng Thể thao. Không biết có bao giờ quý vị tự đặt câu hỏi như thế này giống tôi không? Nếu như ở quần vợt, số danh hiệu Grand Slam sẽ quyết định ai vĩ đại hơn trong 3 người: Federer, Nadal và Djokovic. Trong F1 thì là chức vô địch thế giới, điền kinh thì là huy chương vàng Thế vận hội. Còn trong bóng đá thì thứ quyết định ai là người vĩ đại nhất lại là quả bóng vàng, một giải thưởng do người khác trao tặng chứ không phải danh hiệu do vận động viên thi đấu mà giành được. Đó cũng là một trong những sự khác biệt lớn nhất giữa những môn thể thao cá nhân và môn thể thao đồng đội, phải không ạ? Trong bóng đá, một siêu sao dù có giỏi đến đâu cũng không thể tự mình giành chiến thắng. Thế nên tất nhiên sự vĩ đại của họ cũng phải dựa trên sự thừa nhận của mọi người. Vậy thì những người đó là ai? Đầu tiên, đó là những nhà báo của tạp chí France Football. Họ sẽ chọn ra 30 cầu thủ nổi bật nhất trong năm để làm danh sách 30 ứng cử viên cho quả bóng vàng. Sau đó thì danh sách này sẽ được chuyển đến 180 nhà báo uy tín được lựa chọn ở 180 nước trên khắp thế giới để bỏ phiếu bầu chọn dựa trên 3 tiêu chí. Thứ nhất là màn trình diễn cá nhân và tập thể của cầu thủ trong một năm. Thứ hai là đẳng cấp của hai cầu thủ dựa trên hai khía cạnh là tài năng và sự fair play trong thi đấu của anh ta. Và tiêu chí thứ ba đó là những gì mà cầu thủ đó đã đạt được trong sự nghiệp. Tất nhiên, chiến thắng luôn phải bắt đầu từ sự nỗ lực của bản thân cầu thủ. Nhưng cuối cùng, mọi thứ lại dựa vào quyết định cảm tính của những người bình chọn. Và tất nhiên vì thế, tranh cãi sẽ xảy ra. Sau lễ trao giải thì những người Đức là những người phản đối gay gắt nhất với chiến thắng của Messi. Tiền vệ Toni Kroos nhận xét nguyên văn là Messi cực kỳ không xứng đáng. Còn tờ Bin của Đức thì gọi đây là một scandal trong việc bỏ phiếu. Thế nhưng, vẫn có những góc nhìn rất điềm đạm từ chính những người Đức chỉ ra một nguyên nhân khác dẫn đến việc Lewandowski không thể giành bóng vàng. Và nó lại đến từ chính những bệ phóng đã làm nên thành công của anh. Đó là câu lạc bộ Bayern Munich và bóng đá Đức. Tờ Focus của Đức cho rằng chẳng có gian lận nào ở đây cả. Sự khác biệt giúp Messi chiến thắng Lewandowski không phải là bàn thắng hay danh hiệu, mà là về vị thế và sức hút. Bundesliga có chất lượng chuyên môn cao, các đội bóng được quản lý một cách khoa học, nhưng tất cả không thể so sánh về sức hút với giải Ngoại Anh hay La Liga, nơi mà những bộ máy truyền thông luôn hoạt động hết công suất để đánh bóng tên tuổi các ngôi sao, hoặc ngược lại, đào bới scandal của họ. Tờ báo nhắc lại việc tương tự từng xảy ra với Frank Ribery vào năm 2013, khi anh đóng góp một vai trò nổi bật, giúp Bayern Munich giành cú ăn 3, nhưng vẫn về đích phía sau cả Ronaldo và Messi. Mặt khác, chính Bayern Munich đang khiến giải đấu kém sức hút bằng cách vô địch 9 lần liên tiếp. Tờ Focus đưa ra một luận điểm khác rất đáng lưu tâm. Sự thống trị của Bayern Munich đã vô tình làm giảm giá trị những thành tích của Lewandowski trong mắt những người bỏ phiếu. 41 bàn thắng 1-1 giải ư, rất đáng nể, nhưng liệu anh ấy có làm được điều đó ở Anh hay Tây Ban Nha hay không? Sau lễ trao giải bóng vàng, người đồng đội Thomas Müller của Lewandowski cho biết anh không bất ngờ với kết quả. Nó chỉ củng cố thêm quan điểm của anh, đó là các cầu thủ tại Bundesliga muốn nhận được sự công nhận của thế giới thì thành công tại Bundesliga là không đủ. Các đội bóng sẽ phải giành thêm những danh hiệu quốc tế như UEFA Champions League. Và theo góc nhìn vừa rồi thì có khi cổ động viên của Messi nên cảm thấy lo dần đi là vừa. Kể từ khi Jean-Pierre Papin của câu lạc bộ Marseille lần đầu tiên mang một quả bóng vàng đến cho những khán giả ở chính quê hương của giải thưởng này được chiêm ngưỡng, thì phải sau tròn 30 năm mới có người thứ hai giành bóng vàng trong màu áo của một câu lạc bộ Pháp. Người Pháp còn tự hào đến mức họ làm tượng 7 con dê, mỗi con đặt chân lên 7 quả bóng, rồi đặt dưới chân tháp Eiffel để tôn vinh quả bóng vàng của Messi. Thế nhưng, điều thú vị là Messi lại quyết định sẽ đặt quả bóng vàng này ở trong phòng truyền thống của Barcelona chứ không phải là của Paris Saint-Germain, bởi vì anh đã giành được nó nhờ những gì đã làm được trong mùa bóng Barcelona mà. Còn tại Paris Saint-Germain thì hãy nghĩ xem, có khi ghi 30 bàn thắng khi chơi trong một tập thể toàn sao của Paris Saint-Germain trước những đối thủ tại Ligue 1 thì Messi
vẫn sẽ cần một chức vô địch Champions League hoặc là World Cup thì mới có thể là ứng cử viên hàng đầu của quả bóng vàng 2022 được, phải không ạ? Hãy cùng chờ xem Messi sẽ làm được những điều đặc biệt gì tiếp theo. Bây giờ chúng ta sẽ nói về một góc nhìn khác của quả bóng vàng. Những cuộc tranh cãi ai xứng đáng hơn ai, chúng sẽ chẳng bao giờ kết thúc cả, phải không ạ? Nhưng dù không thể kết thúc những tranh cãi, thì chúng ta có thể từ những tranh cãi này mà nhìn thấy được bản chất của những cuộc ganh đua cá nhân là gì. Tuần vừa qua, tất cả các huấn luyện viên danh tiếng đều đã được đặt những câu hỏi khác nhau về kết quả của lễ trao giải. Và câu trả lời của Pep Guardiola khiến chúng tôi thấy tâm đắc. Messi có xứng đáng hay không, tôi không biết. Nhưng với Messi thì chẳng bao giờ là không xứng đáng cả. Những người xếp thứ 3, thứ 4 hay thứ 5, nếu chiến thắng thì cũng đều xứng đáng. Vì không phải tự nhiên họ có mặt ở đó. Kết quả công bằng hay không ư? Thôi nào, đó là một show diễn, một sản phẩm hiệu quả giúp bóng đá trở nên giải trí hơn. Vậy nếu những lễ trao giải là show giải trí thì thứ mà chúng cần để tạo ra sức hút không phải là sự công bằng mà chính là sự tranh cãi, đúng không ạ? Hãy thử lấy một ví dụ khác từ một giải thưởng khác cũng vừa được trao trong tuần qua cho Mohamed Salah. Bàn chân vàng là một giải thưởng thường niên, nơi mà mỗi năm sẽ có một người chiến thắng được in dấu chân lên con đường danh vọng tại Monaco. Điều đặc biệt nhất của giải thưởng này đó là mỗi người chỉ giành được nó một lần trong đời mà thôi. Vì dù sao thì bạn cũng đâu còn đôi chân nào khác để in dấu đâu ạ. Salah thì đã nhận giải năm nay rồi, nên anh sẽ không bao giờ có mặt trong danh sách đề cử của những năm sau nữa. Dù không quá tiếng tăm, nhưng hàng năm giải bàn chân vàng vẫn được quan tâm chỉ vì một nghịch lý vô cùng khó tin. Đó là trong khi những tên tuổi như là Ronaldo, Ibrahimovic hay mới đây là Salah đều đã từng chiến thắng rồi, thì Messi lại chưa bao giờ. Nhiều người nói vui rằng người ta sẽ không bao giờ để Messi giành được bàn chân vàng đâu, vì ngày mà anh làm được điều đó sẽ chẳng còn ai quan tâm đến giải thưởng này nữa cả. Máy lọc nước A.O. Smith công nghệ RO Sidestream bản quyền Mỹ mang đến nguồn nước tinh khiết nhất.